mút đi. Để những cái mỏ đưa vào mút cái thuật kia. Kệ có sao đâu. À. Có mẹ gì đâu mút. Ủa có mà. Hồi nãy em mới mút xong mà. Mút sạch hết mẹ còn như đâu mút. Hai các bạn, hôm nay mình vừa mới order được một phần mì cay. Để xem coi phần mì cay hôm nay có gì đặc biệt. Món này là món mì Mỹ Nam Ngư, có giá là 67k. Ta-da, nguyên một con ghẹ baby. Trong menu có ghi là ghẹ mực, cá viên, súp lơ, kim chi, kim châm và bắp cải. Ok, bây giờ thì mình sẽ lấy cái đôi đũa này ra và kiểm tra xem ở trong đây có đủ hay là không. Mình mong là nó sẽ đủ. Yeah, và có một con ghẹ, à thêm một nửa con ghẹ nữa. Phần ăn này có một con ghẹ rưỡi, có cá viên và mực nữa. Có một miếng súp lơ bé tí xíu xíu xíu. Yeah, và mình thấy nó khá là mỏng. Còn phần bắp cải thì nó nằm ở dưới đây nè. Bới bới xem còn cái gì nữa không. Ok và đã hết rồi nè. Bây giờ thì Hansi sẽ đổ cái nước canh này vô luôn. Ok và giao tới đây thì cái nước canh này cũng đã không còn nóng hổi nữa. Mình sẽ cho một ít ngò gai vô đây nữa. Cái ngò gai này nó rất là thơm luôn. Yeah, trong bịch rau này thì có ngò gai và rau thơm. Mình nghĩ là mình sẽ cho thêm nhiều rau một chút xíu để cho cái phần ăn này nó ngon và nó thơm hơn nữa. Để mình trộn đều lên xem coi còn có gì ở trong đây nữa không. Phần ăn này thì có bắp cải tím với bắp cải trắng. Yeah, và có hai miếng mực nhỏ bé xinh xinh như thế này nữa. Và mình thấy là không có nóng kim châm. Kiểu như là mình cho cái rau này nhiều nên là mình thấy nó rất là thơm. Phần ăn 67.000 được tặng một ly trà sữa. Ly này có giá là 20k. Cái này mình nghĩ là cũng khá là ngon. Trà sữa thì nó rất là đậm đà luôn. Uống lại thêm một miếng nữa. Còn bây giờ thì mình sẽ thử ăn cái món mì này. Mới đầu mình nghĩ là rất là nhiều topping ở trong đây, nhưng mà không hiểu sao ở trong đây bây giờ mình order về mình chỉ thấy có 3 loại. Có khi là có cả rau nữa. Nhưng mà một cái là mình không có hài lòng mấy á. Các bạn đợi mình một chút xíu để mình tìm. Xong rồi mình dơ lên cho các bạn xem. À đây rồi. Cái miếng bông súp lơ này khá là thất vọng luôn á. Nó có chút ép á. Trời nhìn mà cái này mà. Cái này mình nghĩ là chắc không được một miếng của mình luôn. Mì này mình order mì cay cấp độ 4. Lần trước thì mình có order mì cay cấp độ 3. Và mình cảm thấy là ở cái mức cấp độ 3 thì mình cũng ăn được, cũng không đến nỗi. Nên là hôm nay mình mạnh dạn nâng lên một cấp độ. Và có một điều đặc biệt là hình như là cái nước quá xá là cay. Hình như là cái nước này ở đâu nó cũng nai ná giống như nhau thì phải. Mì này thì cũng tương đối được nhiều. Cái sợi mì này thì nó dai dai. Sợi mì to và dai, nhai rất là đã luôn. Tại vì nhiều khi á, mua về mình nấu cái này mà mình không để ý hoặc là mình không biết cách nấu á, thì cái mì này nó sẽ bị nát hoặc là ăn dai quá, nó không có còn cái vị ngon của nó nữa. Cái nước của nó thì cũng có hơi ngọt ngọt một chút xíu. À, sao mình cảm giác là hình như cấp độ 3, cấp độ 4 nó giống như nhau sao? Hơi chua chua nữa, giống như kiểu là có cả kim chi. Nhưng mà rất tiếc là ở trong đây mình không thấy có kim chi. Có cả bắp cải tím nữa nè. Rất tiếc một điều là ở đây người ta không có cho mình thêm nước chấm. Nếu như mà người ta có cho mình thêm một chút xíu nước ớt sau thì mình nghĩ là có vẻ là sẽ ngon hơn. Còn cái con này thì thật sự mà nói là mình không có biết, không biết diễn tả sao luôn. Chờ để mình ăn lại. Không có cắt nó ra được, mình nghĩ là mình chỉ có nhấm nó như thế này. Thật sự mà nói là mấy cái này á, giống như kiểu là chỉ có thích hợp cho những người nhậu thì phải. Ê, ui, cái càng này nó dính vô tay của mình luôn. Kiểu mấy cái gai nhỏ nhỏ này nó đâm vô cái da của mình. Nó đâm vô trong tay của mình luôn, mình mới bẻ một chút xíu mà nó đã đâm vô cái da của mình rồi. Mà mình ngứa cái mũi mình quá. Mình phải cắn giả à. Mình nghĩ là mình ăn cái này mình cảm thấy là nó mất công mình phải xé cái này không? Đây chính là cái miếng thịt. Yeah. Nói chung là cái con này nó cũng có thịt. Mình cứ nghĩ là sẽ không được ăn một miếng thịt. Và mình thử ăn một miếng mực. Ok. Nó khá là giòn và còn tươi nữa.
Phần ăn này có giá là 115k tổng cộng và cả tiền ship nữa. Nhưng mà đặt ở trên app có mã giảm giá nè, nên mình chỉ cần thanh toán là 55k thôi. Kiểu như là được giá hời. Thì tính ra phần ăn hôm nay của mình là 55k. Giờ thì các bạn xem thử là phần ăn 55k như vậy thì mắc hay rẻ, mình cũng không rõ luôn. Bây giờ mình sẽ bẻ cái con này ra luôn nhé, các bạn cùng xem luôn. Ui, tưởng tượng nó văng vô hết trong người. Mỗi lần mà ăn mấy cái con này là y như rằng mình có cảm giác là cái tay của mình nó bị chảy xước hết trơn. Không có rành mở mấy cái con này nữa. Wow. Cái thịt nó ngọt lắm luôn. Ngón tay này hồi nãy bị nó đâm vô giờ xót quá, xót phải. Vì là nó bé nên là thịt nó cũng ít. Ok, đã hết nửa con và mình nghĩ là mình sẽ ăn xong cái con này rồi mình mới ăn mì quá. Ăn. Trời. Mút đi. Để những cái mỏ đưa vào mút cái thuật kia. Kệ có sao đâu. Có mẹ đâu mút. Có mẹ đâu mút. Ủa có mà. Hồi nãy em mới mút xong mà. Mút sạch hết mẹ còn như đâu mút. Ủa vậy hả? Đi. Được hai con. Hai con nữa. Au. Mình cho cái này vô trong miệng mình cắn á, không hiểu sao lấy ra cái xong nó bị kéo nguyên một đường ở bên má này luôn. Mình sẽ bỏ nó ra đây. Mình nghĩ là nếu như mà mình mà đi ăn cái này với một ai đó mà mình không biết bóc cái này á, nghĩ là mình sẽ bị lỗ sặc máu luôn. Cái cuộc hành trình mà cắn cái này là mình thấy ỏi lắm luôn. Nói thật luôn. Kiểu nhiều người á, nếu mà ba cái đồ ăn hải sản này á, nhiều quán á, mình order thì nó sẽ bị không có được tươi. Ngọt dã man con ăn luôn á. Ăn này mà mình cứ sợ là nó sẽ bị văng vô trong cái người của mình. Ok, và bây giờ mình sẽ lại tiếp tục mình ăn cái món mì này của mình. Cá viên thì cũng bình thường chứ không có gì để nói cả. Nhưng mà mấy cái bắp cải này ở đây là khá là giòn luôn. Và mình nghĩ là mình nên kết thúc cái video ở đây. Bởi vì mình nghĩ là cái này quá xá là cay luôn. Bây giờ mình ăn xong cái miệng của mình nó cay quá, mình chịu không nổi. Bây giờ mà mình muốn ăn tiếp nữa thì mình phải nghĩ thật là không thể nào mà chịu nổi. Bây giờ mà muốn ăn tiếp nữa thì mình phải nghỉ ngơi trong vòng 5 phút. Mình uống trà sữa xong sau đó mình ngồi mình làm cái gì đó rồi mình mới quay lại mình ăn tiếp. Chứ bây giờ là nó quá cay rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video này của Lahensi. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo của mình nha. Bye bye.